quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin hành chính nhân sự tòa nhà Vostomac số 395 Lạc Long Quân. Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành rửa tay và vệ sinh cá nhân trước khi vào ca làm việc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.